hai con cọc con mua về từ lúc chưa đến 2 tháng này. Tai bây giờ hôm nay nó vảnh phảnh rồi, nhờ nuôi mà nuôi con chó nó hơi gầy, nhờ người nuôi mới đón về từ hôm qua rèn luyện cho cái chưa được rèn luyện cho cái việc là chờ ăn không. Rồi, lần này thì đang bổ sung canxi để cho nó lên tai, cho nó lên tai hẳn đi. Ai cho ra đây? Hả? Ra đây xin ăn à? Yên đấy. Đây là cho cái canxi này. À, không. Bình thường là cho ăn ở chiều tối cơ, nhưng mà hôm nay để quay video cho nó cho nên là cho ăn canxi luôn. Cho ăn canxi với cho ăn một ít cám luôn. Đây. Chia ra nhá, mỗi con một ô. Này, đây. Con cái này to hơn này, con này vừa cân là được 6 cân này. Đấy, mọi người thấy không? Ăn sơi cả viên canxi luôn. Nó ăn rất là nhanh. Này. Đó. Không. Đó, kia là con trai. Trai đang lên giống. Cho ăn chung. Đây là cái hạt này, bình thường là hạt là sẽ đảo với cơm cho nó ăn. Với cho ta này là mình đảo 50% hạt, 50% cơm. Đây này, nhờ nuôi là con chó nó cái chân của nó yếu này. Nhờ nuôi là con chó con là cái chân yếu và cái tai nó bây giờ nó chưa lên, lẽ ra nếu mà mình nuôi là thì bây giờ nó lên tai rồi này. Nhưng ở đây thì cũng hơi vảnh vảnh cơ. Bổ sung canxi nano thì chắc là khoảng 1 tuần là lên tai thôi. Khoảng 1 tuần thôi. Cái tai mà nó đã lửng lửng như thế này rồi. À, hôm nay là ngày 24. Đón về từ hôm 23, chiều ngày hôm kia từ hôm 22 chứ. Coi như là chiều từ chiều ngày hôm kia. Đó. Mấy hôm nữa thì sẽ quay lại cái video hai cái con cho con này. Bây giờ là một con đang 5 cân, một con 6 cân. Con này 6 cân này. Con bé kia 5 cân này. Đó. Con này là cái giai đoạn này nó ăn khỏe lắm. Cho nó ăn vừa phải thôi chứ không cho nó ăn nhiều. Nhưng mà như gầy như này nhờ nuôi thì hơi bị gầy. Gầy và chân yếu. Gầy và chân yếu. Mà chân yếu như này là bởi vì nó ít được vận động này. Nó dính vào cái đợt giãn cách. Thành ra là mình gửi chó mình không có lấy được. Hết giãn cách thì lại bận. Thành ra lại gửi thêm. Mới đón được về thôi. Mới đón về được 2 ngày. Có cái video cái đoạn video lúc mà chúng nó còn nhỏ ấy, post kèm để cho mọi người xem cái giai đoạn nhỏ cái con chó. Lúc con chó nó khoảng tầm 50 ngày thì con chó nhìn nó cái kiểu mặt kiểu khác. Cái lúc bắt nó khoảng hơn 2 cân. Cái răng. Anh xem cái răng. À không, cái này là phải thay răng cửa rồi. Chó trên bản thì vốn dĩ nó đã bé rồi. Nhưng mà cái này nó không có ảnh hưởng đến cái lớn của con chó đâu nhá. Hai cái con này bắt về là để gây lên. Làm con cái giống về sau có thể nhượng lại một con, giữ lại một con, nhượng lại một con. Hai con này thì đuôi đều rất là ngắn thôi, gọi là ở cái mức gọi là cộc thỏ cộc quýt thôi. Đó, giờ thì nhìn người thì hơi gầy. Đây, con này là con trai. Đó. Hai con chó con này về sau lớn lên thì nó con lông nó cũng sẽ như con trai này thôi. Cũng sẽ là vàng sẫm đấy. Cái cổ chân này. Nhìn cái cổ chân này, chân yếu này. Đây nha, để đúng 1 tuần nữa mình sẽ quay lại video hai con chó con này. Đây hôm nay là quay video nó là hôm nay chân của nó này, nhìn nó đứng này, nhìn cái chân này nhá.
mới đón về 2 hôm là cho nó ăn canxi 2 hôm là nó cũng đã cải thiện được một tí rồi đấy. Hôm đầu về thì chân yếu hơn. Như đây, nhìn cái chân này một đúng một tuần nữa, hôm nay là ngày 24. 6 ngày nữa, coi như là ngày 30 mình sẽ quay lại hai con này. Thôi. Đấy, cọc trong nhà đấy. Vớ va vớ vẩn. Nha. Con này ấy cho nó ăn và giữ cái cữ của nó, tại vì là nhờ nuôi thành ra là nó ăn bị ăn thiếu. Bị ăn thiếu bình thường ấy, mà mình cho nó ăn theo cái đúng cái chuẩn của nó đúng đủ thôi chứ không để ăn thừa ấy, thì cho ăn canxi cũng cực kỳ dễ, vứt viên ra là nó ăn đấy. Chứ thậm chí là cũng không cần phải phải gì đâu. Đây nhá, để thử luôn nhá. À, viên canxi nhá, để thử luôn này, lấy ra hai viên cho chúng nó này. Không, không nghịch đâu. Đấy không phải là đồ để nghịch. À, đây đút luôn này. À, rồi, nuốt luôn. Nuốt chưa? Đừng nhai, nhai nó vỡ viên ra không ăn được đâu. Nuốt luôn, đúng rồi, đấy là đồ ăn. Đó. Ok. Tầm này là nhìn mặt nó đang thì cái dược mặt của nó đang thì theo kiểu là dở dang, nhìn cái mặt nó dài. Nhìn cái mặt nó dài nhưng thực ra là nó vẫn đảm bảo theo cái tiêu chuẩn của nó đấy, nó bé ngang thành ra nhìn cái mặt nó dài thôi. Chứ còn nếu mà không cái tỷ lệ của cái chiều dài của đầu, mọi người nhìn cái chiều dài của đầu từ hốc mắt mà cho đến cái gáy của nó kìa, là cái chiều dài của cái hộp sọ. Nó vẫn dài hơn một đoạn so với cái chiều dài của cái mõm. Đó. Cái lúc cái con chó con thì chúng ta chỉ nhìn thế thôi. Còn cái chiều ngang của cái đầu của con chó thì chúng ta phải nhìn lúc bé hơn, chứ tầm này thì không nhìn được. Phải nhìn lúc con chó nó bé hơn. Lúc con chó nó khoảng tầm 4 mấy, 5 mấy ngày thì cái tầm đấy là sẽ nhìn được cái bề ngang của con chó. Chứ tầm này tầm dở dang thì có hai con này khoảng tầm 3 tháng rưỡi rồi. 3 tháng rưỡi có thể là 4 tháng rồi. Út. Út 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 út. Ok. Rồi. Anh có một con à? Có một con nhưng mà chó già. Ừ, già quá không được nhắm bắt. Chó già phải để con. Không mặc quần áo à? Thằng này không mặc quần áo à? Con kia đâu rồi? À đây đây. Lắc cá tỏi cho con món cho vào xe. Thì đẹp. Hai em cái. Chặng 3 cân, hơn 3 cân. Nhà đây, nhìn cái chân này một đúng một tuần nữa, hôm nay là ngày 24. 6 ngày nữa, coi như là ngày 30 mình sẽ quay lại hai con này.